Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Rất là thương ái trong tình yêu của Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa, chúng ta đang sống ở trong những giây phút hết sức tuyệt vời mà chúng ta đã kiêng ăn, đã cầu nguyện, đã mong đợi. Và tôi tin rằng Chúa đang nghe và đáp lời cầu nguyện của chúng ta. Và Ngài đang làm công việc. Hôm nay là ngày có tính cách lịch sử. Chúng ta thấy 500 năm trong lịch sử của sự cải chánh của giáo hội. Giáo hội lúc bây giờ có những cái sự đen tối, có những sai lệch. Và cải chánh là đem từ cái tà trở nên chánh. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì điều đó. Và chúng ta cũng cảm ơn Chúa là chúng ta được Chúa Ngài quy tụ chúng ta về đây ở trong những ngày này. Tôi tin không phải để chúng ta chỉ nhìn về những công việc của quá khứ, nhưng mà Chúa Ngài muốn chúng ta hợp lại với nhau, chuẩn bị cho những ngày tương lai của chúng ta. Có một câu kinh thánh hết sức là đặc biệt, và tôi xin mời chúng ta cùng suy nghĩ với nhau. Đó là ở trong OC chương 6 câu số 3 chép: chúng ta khá nhìn biết Đức Giê-hô-va, chúng ta khá gắng sức nhìn biết Ngài. Sự hiện ra của Ngài là chắc chắn như sự hiện ra của mặt trời sớm mai. Ngài sẽ đến cùng chúng ta như mưa cuối mùa tưới đất. Tôi cầu nguyện rất nhiều khi được lời mời về để cùng suy nghĩ lời của Chúa với quý tôi tớ của Chúa, quý con gái của Chúa ở trong một cái kỳ rất là đặc biệt này. Thì tôi thấy Chúa Ngài hướng dẫn tôi, đó là chúng ta cần nhìn biết Chúa để chúng ta có thể hoan nghênh công việc của Ngài. Chúng ta nhìn lại quá khứ, chúng ta nhìn những công việc Chúa Ngài đang làm, và chúng ta đón nhận công việc mà Chúa sẽ làm cho chúng ta bởi lời hứa của Ngài. Chúng ta quan sát công việc của Chúa, chúng ta thấy lời của Chúa tại đây nói đến cơn mưa đầu mùa đã được Đức Chúa Trời đổ Đức Thánh Linh ra một cách hết sức phi thường sau khi Chúa Giêsu trở về trời và đã làm thay đổi thế giới La Mã chỉ trong vòng 300 năm. Chúng ta thấy hội thánh của Chúa trong lúc bây giờ đã làm đảo lộn thế giới trong lúc bây giờ bởi quyền năng của Đức Thánh Linh đã đổ đầy ở trên họ. Nhưng mà rồi một cái nghĩa cử tốt đẹp vào đầu thế kỷ thứ tư, đó là của hoàng đế Constantine. Ông muốn làm một cái nghĩa cử tốt đẹp để đền ơn Chúa, vì lúc bây giờ hội thánh của Chúa bị bắt bớ và nhiều người đã phải bị bắt, bị đốt làm đuốc cho những cái nơi mà người ta vui chơi ở trong những cái hí viện. Và chúng ta biết rằng hội thánh của Chúa gặp rất là nhiều sự khó khăn ở trong lúc đó. Nhưng mà hoàng đế Constantine ở trong một cái cuộc chiến, một cái chiến trận trước mắt ông, và ông nghĩ rằng chắc chắn là ông thua. Nhưng mà tối đêm đó trước ngày ông đánh trận thì ông có một cái giấc mơ. Ông thấy một cái thập tự giá ở trên nền trời và ông nghe một cái tiếng nói, đó là hãy làm theo dấu này thì sẽ đắc thắng. Và khi ông thức dậy, ông đã lệnh cho quân đội của ông làm cái lá cờ mà ngày hôm nay chúng ta gọi là cờ của giáo hội, có một cái thập tự giá ở trên cái nền màu xanh và màu trắng. Và thật, đưa lá cờ này đi phía trước, và trong trận đó ông đã thắng một cách rất là tốt đẹp. Để muốn làm một cái đặc ân cho hội thánh của Chúa, đó là ông ra một cái lệnh tất cả mọi người trong đế quốc La Mã phải gia nhập vào ở trong hội thánh chung, gọi là công giáo La Mã. Ở việc đó chúng ta thấy mâu thuẫn với lại nguyên tắc một người được gia nhập vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Đó là bởi nghe tin lành cứu rỗi của Chúa, ăn năn tội của mình và tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống. Bây giờ gió lệnh của hoàng đế thì người ta kéo vào theo lệnh của hoàng đế, cho nên bây giờ thì trong giáo hội đầy những con người chưa kinh nghiệm được sự biến đổi và tái sanh của Chúa. Cho nên hội thánh bắt đầu lao vào trong một cái khoảng thời gian chúng ta thấy 1.000 năm của sự đen tối. Người ta không còn biết Đức Chúa Trời là ai để thờ phượng Ngài. Hàng giáo phẩm trong lúc bây giờ làm những điều hết sức là sai trật. Và họ cấm, như chúng ta đã nghe dòng lịch sử trong ngày hôm nay, họ cấm không cho đọc kinh thánh. Và nhiều điều xảy ra, chúng ta thấy như họ bán bùa xá tội vân vân. Họ sử dụng niềm tin của những người mong đợi sự giúp đỡ từ nơi Chúa để họ làm ra tiền. Mà cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời Ngài đã thấy cái sự đen tối đó và Ngài đã sắp đặt một con người đòi hỏi một cái cuộc cải chánh. Và cảm ơn Chúa, việc đã xảy ra và nhiều người đã kinh nghiệm được sự cứu rỗi trong Chúa trong 500 năm qua. Tôi có một điều muốn chỉnh sửa để anh chị em chúng ta có thể xác nhận là tin lành không phải ra từ công giáo, nhưng mà công giáo ra từ tin lành. Amen anh chị em. Chúng ta cần phải chỉnh sửa lại cái dòng lịch sử này, bởi vì Đức Chúa Giêsu Ngài thành lập hội thánh của Ngài với một cái lệnh cho chúng ta hãy đi khắp thế gian và giảng tin lành. Tin lành bắt đầu chứ không phải là công giáo rồi chúng ta ra từ tin lành. Không phải chúng ta từ công giáo để chúng ta có tin lành, nhưng mà tin lành là bắt đầu. Nước của Đức Chúa Trời được xây dựng bởi tin lành của Chúa. Amen anh chị em. Nhưng mà vì công việc của con người
thì chúng ta thấy kéo vào trong cái tình trạng của chúng ta gọi là đạo chung của cả đế quốc La Mã, gọi là Công giáo. Chúng ta cần chỉnh sửa điều này lại để chúng ta không phải tủi thân và nói rằng mình phải cải chánh, mình phải là những người ở trong một cái tinh thần là mình phải chống đối, mình đi ra. Nhưng mà chúng ta chỉ trở lại với chương trình ban đầu của Đức Chúa Trời cho hội thánh của Ngài. Chúng ta là hội thánh của Đức Chúa Giêsu Christ, lập vương quốc của Đức Chúa Trời bởi việc đem tin lành của Ngài giảng ra khắp đất. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa cho chúng ta thấy điều đó để chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải giúp đỡ để nhiều người trở lại với niềm tin ban đầu mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã rao giảng. Cảm ơn Chúa. Điều khác chúng ta để ý đó là bây giờ là thời kỳ mà nhiều tôi tớ của Chúa tin rằng cái kỳ vụ cuối mùa với vinh quang ngày sau rốt chắc chắn sẽ lớn hơn vinh quang ngày trước. Là thời kỳ mà Đức Chúa Giêsu sẽ tuôn đổ Thánh Linh của Ngài một cách mạnh mẽ, lớn lao hơn nữa để kéo linh hồn hư mất của nhiều người trở về với Đức Chúa Trời, với Cha Thiên Thượng của chúng ta. Là thời kỳ mà Đức Chúa Trời Ngài đã hứa tuôn đổ Thánh Linh của Ngài ra một cách lớn lao hơn những ngày trước mà chúng ta đã thấy, lớn hơn cả ở trong thời công vụ các sứ đồ. Vì sự vinh quang ngày sau của nhà Chúa sẽ lớn hơn sự vinh quang của ngày trước. Mưa cuối mùa sẽ lớn hơn gấp bảy lần mưa đầu mùa. Cảm ơn Chúa vì chúng ta đang ở trong những ngày mà Đức Chúa Trời chuẩn bị đổ mưa cuối mùa ở trên hội thánh của Ngài. Cảm ơn Chúa. Thật là tuyệt vời khi thế hệ của chúng ta được chứng kiến và tham gia trong một phong trào phục hưng vĩ đại mà Đấng sáng tạo muôn loài đã định để chúng ta được sống ở trong những ngày này. Tôi có cơ hội đi nhiều nơi trên thế giới và thấy cơn mưa cuối mùa đã đổ ra, và chúng ta thấy rằng số người trở lại tin Chúa đông đảo vô cùng. Và đó là phước hạnh mà chúng ta có được. Và tôi tin rằng ngày mà dân tộc Việt Nam của chúng ta nhiều người được cứu đang đến với chúng ta. Có lời tiên tri từ năm 2014 cho đến năm 2020 là 6 năm của dân tộc Việt Nam của chúng ta, 6 năm của sự phục hưng của hội thánh của Chúa. Và chúng ta cảm ơn Chúa về lời tiên tri này. Và đầu năm nay thì nữ tiên tri Cindy Jacob đã có một lời tiên tri rằng Việt Nam sẽ là ngôi sao của cả Á Châu trong mức độ số người trở lại tin Chúa ở trong những ngày sắp đến. Việt Nam sẽ là ngôi sao của cả Á Châu ở trong mức độ của số người mới trở lại tin Chúa. Cảm ơn Chúa. Anh chị em hãy đón nhận lời tiên tri này. Vì đây là điều mà chúng ta đã mong đợi, đây là điều mà chúng ta đã cầu nguyện, và tôi tin rằng ngày đó đang đến với chúng ta. Trong cái môi trường như thế này rất khó để chúng ta có thể nhận được sự chuyển tải. Nhưng mà tôi cầu nguyện suốt ngày hôm nay là Chúa Ngài sẽ làm việc để anh chị em quý tôi tớ của Chúa, khi chúng ta nghe những điều nào chúng ta cảm động ở trong ơn của Chúa, chúng ta đưa cánh tay đức tin và chúng ta đón nhận ngay tức khắc, và chúng ta nói rằng con nhận điều đó, con đón nhận điều đó cho chính mình, con đón nhận điều đó cho chi hội địa phương của con đón nhận điều này cho giáo hội mà Chúa Ngài đặt để con có thể hầu việc Chúa ở trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa vì lời hứa này của Chúa, lời tiên tri, và chúng ta sẽ kinh nghiệm điều đó. Một điều đặc biệt nữa trong lời tiên tri này, đó là Hà Nội sẽ là một cái điểm sáng, một cái tia hy vọng cho cả Đông Nam Á. Cảm ơn Chúa. Tôi tin rằng chức vụ giải cứu, phục hồi của tệ nạn xã hội là câu trả lời mà các nước Đông Nam Á đang chờ đợi. 12 nước khác Đông Nam Á đang chờ đợi để chúng ta sẽ chia sẻ cái kết quả của những công việc Chúa ban cho, hầu cho nhiều người sẽ được giải cứu trong những ngày sắp đến. Và Đông Nam Á sẽ kinh nghiệm được sự phục hưng mà Chúa Ngài đã hứa cho ở trong ơn của Ngài. Amen. Xin Chúa cho để chúng ta dám tin và thấy điều này ở trong ơn của Ngài. Và tôi đứng đây để chia sẻ một cái phước hạnh khác nữa mà Chúa cho chúng tôi được dự phần. Đó là từ năm 1999 khi Chúa thăm viếng trên hội thánh VBC Houston, thì chúng tôi đã tham gia vào một chương trình cầu nguyện. Ngày thứ 5 và ngày thứ 3 của tuần, chúng tôi cầu nguyện cho 53 họ, cầu nguyện cho 53 tỉnh, cho 53 triệu người Việt Nam sẽ tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống trước khi Đức Chúa Jesus Christ trở lại. Cảm ơn Chúa. 53 họ. Cho nên ai trong chúng ta tại đây, mình đang ở trong họ nào, hãy bắt đầu cầu nguyện cho họ của mình. Nhiều người sẽ được cứu ở trong dòng họ của mình. Amen. Xin đón nhận điều đó cho dòng họ của mình. Cảm ơn Chúa. Cầu nguyện để 53 tỉnh sẽ có 53 triệu người Việt Nam trở lại tin Chúa. Cảm ơn Chúa. Nếu Việt Nam của chúng ta lời tiên tri được ứng nghiệm sẽ làm ngôi sao cho cả Á Châu ở trong mức độ tỷ lệ của những người trở lại tin Chúa thì phải là hơn 50%. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì hiện tại chúng ta có 90 triệu. Thì chúng ta thấy hơn 50%. Có lẽ Chúa Ngài nghe lời cầu nguyện của con cái của Chúa ở khắp nơi trong chương trình cầu nguyện. 53 triệu người Việt Nam sẽ tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống. Anh chị em có thể nói trải qua rất là nhiều năm, một sự cánh ơi.
thì chúng ta mới có được gần 2 triệu. Làm sao chúng ta có thể thấy 51 triệu sẽ đến với Chúa trong những ngày sắp đến? Câu trả lời là cơn mưa cuối mùa, Đức Chúa Trời sẽ đổ xuống và chúng ta sẽ thấy việc đó. Tôi tin Đức Chúa Trời ngày thăm viếng trên hội thánh của Ngài trải qua mọi thời đại. Chúng ta đã xem qua công việc của cải chính. Chúng ta thấy chúng ta đang kỷ niệm 500 năm khi mà sự cải chính đã xảy ra. Và Đức Chúa Trời Ngài đã ban phước. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh của 500 này. 500 năm này mà chúng ta thấy đã đem lại cái sự cải chính của tinh lý. Niềm tin trở lại, tin tuyền đối với lời của Đức Chúa Trời. Với Đấng Christ là cứu Chúa của chúng ta. Đấng được sức giàu. Đặt lòng tin nơi Chúa bởi ân điển của Ngài mà chúng ta được cứu. Và chúng ta kinh nghiệm được tất cả những phước hạnh để chúng ta dâng vinh quang cho Chúa. Đó là cuộc cải chính thứ nhất. Mà tôi tin rằng Chúa Ngài chuẩn bị để đưa chúng ta vào ở trong một cái sự cải chính mới. Chúa Ngài hành động và Ngài làm việc ở trên chúng ta. Để rồi sẽ đem chúng ta đi vào chỗ chúng ta đã được học rất nhiều và ao ước của chúng ta được trở nên giống như Đức Chúa Giêsu hơn ở trong tư cách cũng như trong lối sống của chúng ta. Và cảm ơn Chúa chúng ta đang tiến dần về việc đó. Nhưng mà Chúa Ngài đang dấy lên ở khắp nơi trên thế giới một phong trào, một làn sóng, đó là hội thánh của Chúa trở lại để xin Chúa cho chúng ta kinh nghiệm Chúa phục hồi quyền năng của Ngài ở trên hội thánh. Để hội thánh chúng ta sẽ hành động, chúng ta sẽ phục vụ, chúng ta sẽ đưa tay ra như Chúa Giêsu đã làm ở trong thánh vụ của Ngài để chúng ta khôi phục chức vụ quyền năng của Chúa ở trên đất này. Amen. Cảm ơn Chúa, điều đó cũng đang đến với chúng ta. Chúa phục hưng quyền năng của Ngài ở trên hội thánh của Ngài. Có một sự vận hành lớn lao mà Chúa Ngài đã làm việc vào năm 1906. Cuộc cải chính về quyền năng của Chúa. Người ta không còn nhờ cậy vào ở trong năng lực, cũng không nhờ cậy vào trong thế lực, nhưng mà nhờ cậy vào quyền năng của Đức Thánh Linh bởi thần ta. Và hội thánh của Chúa đã đem lại một cái sự tăng trưởng lớn lao, phát triển một cách mạnh mẽ. Và kể từ ngày sự phục hưng đổ ra, được báo chí gọi là ngũ tuần, cho đến ngày hôm nay thì kết quả là có 800 triệu người trên thế giới đã kể mình là những người ngũ tuần hay là những người ân tứ. Cảm ơn Chúa vì việc Chúa Ngài đã làm đầu thế kỷ 20. Cảm ơn Chúa. Và tôi tin rằng thế kỷ 21 này, khi Chúa Ngài hoàn tất công việc của Ngài, cơn mưa cuối mùa đổ ra, chúng ta sẽ thấy vô số người trở lại tin Chúa trước Ngài Đức Chúa Giêsu Christ ngày tái lâm. Cảm ơn Chúa. Điều kiện để chúng ta có thể bước vào cái đặt mình vào trong cái vị trí để chúng ta có thể nhận được mưa cuối mùa của Chúa, tôi tin rằng thứ nhất, chúng ta hãy nhận biết công việc Chúa đang làm ở giữa chúng ta ở trong những ngày này. Đó là Đức Chúa Trời Ngài đã điều động, Ngài đã làm việc ở trong lòng của các mục sư lãnh đạo. Và chúng ta thấy lần đầu tiên trong lịch sử hội thánh của Chúa, 50 hệ phái chúng ta hiệp lại với nhau ở trong mái liều này. Và trong ơn của Chúa, anh chị em, đây là điều chúng ta phải nhận biết việc Chúa làm. Vì không một mục sư nào có mặt ở đây dám nói rằng bởi tôi mà hội thánh có thể hiệp lại như thế này. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu nguyện của con dân của Chúa bao nhiêu năm nay. Họ đang chờ đợi để hội thánh của Chúa chúng ta sẽ có sự hiệp một. Vì Đức Chúa Trời Ngài sẽ ban phước mà Ngài ra lệnh cho đất nó phải xanh sẵn hoa màu, thì Chúa Ngài cũng sẽ ban phước trên chúng ta như vậy ở trong tinh thần của Thi Thiên 133. Mà làm sao để chúng ta có thể hiệp một được? Hiệp một không phải là chúng ta mặc quần áo giống nhau, đồng phục. Cũng không phải là chúng ta học cách ăn nói, hay là có những người họ học giảng giống nhau thì chúng ta gọi là hiệp một. Nhưng mà hiệp một, hiệp nhất ở trong ơn của Chúa, khi chúng ta theo như mẫu mực của thân thể của Đấng Christ, mà chúng ta có thể bày tỏ Đức Chúa Jesus Christ một cách hiệp một với nhau ở trong ơn của Ngài. Matthew chương 16 từ câu 13 cho đến câu số 19 ghi lại cho chúng ta một bước ngoặt ở trong chức vụ của Đức Chúa Jesus. Kinh Thánh ghi lại khi vào khu vực Caesarea Philip, Đức Chúa Jesus hỏi các môn đồ rằng: theo lời người ta nói thì con người là ai? Các môn đồ thưa: một số người nói là Giăng Báp-tít, một số khác là Eli, một số khác nữa thì cho là Jeremy hay là một trong các tiên tri. Ngài phán rằng: còn các con thì nói ta là ai? Simon Peter thưa rằng: thầy là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hàng sống. Đức Chúa Giêsu phán với người: hỏi Simon con Giô-na, phước cho con vì không phải thịt và máu bày tỏ điều này cho con, mà là Cha ta ở trên trời. Còn ta bảo con rằng con là Peter, ta sẽ xây dựng hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ không thắng được hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa vương quốc thiên đàng cho con. Bất cứ điều gì con buộc ở dưới đất cũng sẽ buộc ở trên trời, và bất cứ điều gì con mở dưới đất cũng sẽ được mở ở trên trời. Ngài Thánh này ghi lại cho chúng ta Đức Chúa Giêsu trong một cái giây phút này, thì Ngài muốn các môn đồ của Chúa phản ảnh với Chúa xem dân chúng đã quan sát chức vụ của Ngài đến giờ phút này, họ nói gì về Chúa, họ nói Ngài là ai,
thì chúng ta thấy các môn đồ đã trở về và cho thấy ít nhất là ba hình ảnh. Thứ nhất, họ nói rằng đó là Giăng Baptist, bởi vì họ thấy Đức Chúa Giêsu giảng về nước của Đức Chúa Trời như Giăng Baptist đã giảng. Và đây là hình ảnh của các hội thánh đặt nặng việc giảng lời của Chúa. Chúng tôi là những người Baptist có một cái hãnh diện là khi chúng tôi giảng thì chúng tôi giảng trọn mưu luận của Đức Chúa Trời, the whole counsel of God, giảng lời của Chúa. Và trong nhà thờ thì bục giảng là để ngay ở giữa để nói rằng tôn trọng lời của Chúa như là chức vụ của Giăng Baptist. Rồi chúng ta thấy người ta nói rằng đó là tiên tri Eli. Họ nhìn thấy trong chức vụ Chúa Giêsu có những dấu kỳ phép lạ, quyền năng bày tỏ ra. Họ nói rằng Chúa là tiên tri Eli. Và anh chị em, đó là hình bóng của những hội thánh bước đi trong quyền năng ân tứ của Chúa, bày tỏ quyền năng của Ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa về điều đó. Rồi có người nói rằng Ngài là tiên tri Jeremy. Đây là con người tiên tri của sự than khóc, chức vụ của sự thương xót, của công tác xã hội, của những hội thánh mà chúng ta thấy rằng nghi lễ thờ phượng được đặt nặng. Chúng ta thấy điều này xảy ra. Và anh chị em, các tôi tớ của Chúa, đây là điều mà Chúa Ngài dạy dỗ tôi, khiến cho tôi có thể làm việc được với tất cả các anh em và có thể hiệp một với anh em vì tôi hiểu như thế này. Nhiều năm tháng, khi chúng ta nói đến quyền năng, chúng ta nói hội thánh ngũ tuần, hội thánh ân tứ là hội thánh quyền năng. Khi nói đến việc giảng lời của Chúa, giải bài lời của Chúa một cách tốt đẹp, chúng ta nói rằng cái đó là công việc của các anh em Baptist, các anh em làm cái công việc để giảng lời của Chúa một cách mạnh mẽ. Khi nói đến công tác xã hội thì chúng ta nói với các hội thánh làm những công tác xã hội, chức vụ của sự thương xót. Và chúng ta để cho những cái điều đó nó chia rẽ chúng ta. Có người nói rằng tôi không cảm động những công việc của ân tứ, của chữa lành, vân vân. Đó là công việc. Nhưng anh chị em, đây là điều mà Chúa Ngài dạy tôi. Ngày xưa có câu chuyện kể, có những người mù, họ mô tả con voi nó như thế nào. Bởi vì họ mù, trên có anh đến, anh rờ vào được cái chân của con voi. Anh mô tả con voi như là một cái cây rất là to. Có anh mù, anh rờ vào ở trong người của con voi thì nói rằng con voi như một vách tường. Một anh khác mù, chỉ thấy được trong góc cạnh của mình, rờ vào lỗ tai của con voi thì nói như là một cái quạt nang phe phẩy như vậy. Có anh thì rờ vào trong cái ngà voi thì nói rằng như là một cái thanh gươm. Một anh khác thì nói rằng như là một cái sợi dây thừng và một con rắn đang di chuyển. Nhưng anh chị em, bởi vì họ bị giới hạn ở trong cái mù lòa của họ, cho nên họ chỉ có thể nói được điều mà họ thấy được, xin lỗi, chạm được ở trước mắt của họ. Và họ giải thích con voi như vậy. Nhưng mà một người sáng mắt sẽ nhìn và nói rằng họ đều đúng hết tất cả, nhưng mà chưa đủ. Tôi đã từng nhận thấy thân thể của Đấng Christ ở trong tình trạng của một người mù. Nhìn thấy anh em của mình, và chúng ta liệt kê mỗi nhóm ra những cái nhóm khác nhau, và làm cho chúng ta không thể nào có thể đến gần lại với nhau trong sự hiệp một được. Đòi hỏi cả ba, Giăng Baptist, tiên tri Eli và chức vụ của Jeremy, để có thể bày tỏ Đức Chúa Jesus Christ một cách trọn vẹn. Cho nên chúng ta là hội thánh của Chúa trong thời kỳ cứu rốt này, chuẩn bị để Chúa Ngài đổ cơn mưa cuối mùa xuống. Chúng ta phải đi đến cái quyết định là chức vụ và hội thánh của chúng ta sẽ thể hiện. Khi cần phép lạ, chúng ta sẽ đi trong sự sức dầu của Chúa, và chúng ta thực hiện những phép lạ như chức vụ của tiên tri Eli đã thể hiện trước Chúa ở trong chức vụ của Chúa Giêsu. Amen. Khi nói đến việc chúng ta cần phải rao giảng lời của Chúa thì chúng ta sẽ giảng lời của Chúa một cách vững vàng, chúng ta giải bài lời của Chúa, vì lời của Chúa sắc như gươm hai lưỡi, có thể chia hồn linh cốt tủy và suy xét mọi sự trong lòng. Khi nói đến công việc công tác xã hội, chúng ta không thua ai, và chúng ta muốn rằng chúng ta cũng phải là những người được Chúa Ngài đẩy chúng ta ra khỏi bốn vách tường của nhà thờ, ra khỏi cái nơi chốn chúng ta đang sinh hoạt, để chúng ta được Chúa Ngài rắc chúng ta như muối mặn vào trong cộng đồng của chúng ta, như là ánh sáng được đưa vào ở trong nơi tối tăm để chúng ta tỏa sáng ra. Và có như vậy, hội thánh của Chúa chúng ta mới có thể bày tỏ Đức Chúa Jesus Christ một cách trọn vẹn được. Và đây là cuộc cải chánh mà tôi tin rằng Chúa Ngài muốn chúng ta bước vào. Đức Chúa Jesus đã làm công việc của Ngài mà nhà cách mạng của Ấn Độ Gandhi đã nói: tôi rất yêu mến Đức Chúa Giêsu của các anh, nhưng mà tôi cũng đồng một lúc ghét Đức Chúa Giêsu của các anh. Tôi ghét Đức Chúa Giêsu ở trong các nhà thờ, nhưng mà tôi yêu Đức Chúa Giêsu là con người đã đi ở trên những con đường đất, đưa cánh tay của Ngài ra để cứu giúp cho những người đau khổ. Nhân loại, dân tộc Việt Nam của chúng ta cần thấy một Chúa Giêsu đi chân đất, đi trên những con đường, đi vào trong những cái khu xóm để chúng ta làm cánh tay nối dài của Chúa. Chúng ta đưa tay ra bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, chữa lành cho những người đau ốm, giải cứu những người bị hiếp, và chúng ta đồn ra năm ơn lành của Chúa bằng hành động. Chúng ta giảng bằng hành động. Như sứ đồ Phaolô nói,
lời giảng của tôi không phải chỉ bằng lời nói mà thôi, nhưng mà bởi sự tỏ ra của Đức Thánh Linh và quyền phép. Cảm ơn Chúa, một khi chúng ta nhận biết điều này, cần cả ba, Giăng Baptist, Tiên tri Eli và Jeremy, để có thể bày tỏ Đức Chúa Jesus Christ một cách trọn vẹn, thì chúng ta có thể hiệp một với nhau ở trong một mục đích để chúng ta có thể bày tỏ Đức Chúa Jesus một cách trọn vẹn cho đất nước, cho dân tộc của chúng ta. Amen. Amen. Cho nên chúng ta không còn phân biệt, các anh lo về vấn đề quyền năng như Tiên tri Eli, các anh lo việc giảng tin lành, chúng tôi chỉ lo công tác xã hội mà thôi. Không, chúng ta cần cả ba. Khi chúng ta cần đưa tay ra cứu giúp, chúng ta sẵn sàng để đem tình yêu của Chúa đến cho cộng đồng của chúng ta, cho những người xung quanh của chúng ta. Khi đòi hỏi, cái hoàn cảnh đòi hỏi quyền năng của Chúa thể hiện, chúng ta đảm bảo mình có quyền năng của Chúa để mình có thể đặt tay, chữa lành, giải cứu, giúp đỡ cho những người gặp những sự khó khăn ở trong ơn của Chúa, trong quyền năng của Ngài. Và khi cần phải rao giảng lời của Chúa, chúng ta giảng như Giăng Baptist, hãy ăn năn vì nước trời đã đến gần. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Và chính điều đó mà tôi tin rằng ngày hôm nay Chúa Ngài cũng sẽ làm một công việc. Và đến giờ kêu gọi, chúng tôi sẽ yêu cầu và xin chúng ta làm công việc. Và nếu trước đây chúng ta đã có những tiếng nói, luôn cả chúng ta đã sử dụng một giảng để chúng ta nói xấu về nhau hay là giảng nghịch lại với nhau, hôm nay xin Chúa cho chúng ta có một sự ăn năn, chúng ta gặp anh em của mình và chúng ta hòa giải, để rồi sự hiệp nhất của Chúa sẽ đến với chúng ta và chúng ta sẽ đặt mình vào trong vị trí để mưa cuối mùa của Chúa sẽ đổ xuống và chúng ta sẽ thấy đất nước của chúng ta tràn ngập ơn lành của Chúa trong quyền năng của Ngài. Hallelujah. Hãy nhìn người bên cạnh của mình, vị mục sư bên cạnh của mình, không phải là người mà chúng ta tranh chấp với, không phải là người mà chúng ta đang ganh đua với, nhưng mà là anh em của chúng ta, là người nhà của Đức Chúa Trời. Amen anh chị em. Đây là người cùng cha và huyết của Đức Chúa Giêsu đang chảy ở trong huyết quản của chúng ta. Chính điều đó sẽ đem lại sự phục hưng mà Chúa Ngài muốn đổ xuống ở trên đất nước của chúng ta trong ơn của Ngài. Quý xin Chúa Ngài làm công việc của Ngài trên những giờ phút này. Và từ đây chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời Ngài nhìn xuống và Ngài nói rằng thật là tốt đẹp thay khi anh em ăn ở hòa thuận với nhau. Anh em ở trong sự hiệp một. Thì dầu của Chúa sẽ đổ như trên đầu của Aaron chảy xuống đến râu của người, đến áo của người. Và chúng ta thấy sự sức dầu đổ từ đầu của thân thể của Chúa là Đấng Christ sẽ tràn xuống đến râu, đến áo và hết thảy hội thánh của Chúa. Chúng ta sẽ được Chúa Ngài sức dầu quyền năng của Ngài. Cơn mưa cuối mùa sẽ đổ xuống để chúng ta sẽ đem lại kết quả lớn lao trong những ngày sắp đến. Bắt đầu từ sự hiệp một. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cho nên hãy nhìn người anh em của mình, chị em của mình kế bên cạnh và nói rằng chúng ta là anh em của nhau. Xin làm đi, nói một cách mạnh mẽ. Anh chị em có thật tin như vậy không? Hãy nhìn mặt nhau và nói rằng chúng ta là anh chị em của nhau. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta sẽ cầu nguyện cho nhau, chúng ta sẽ nâng đỡ nhau, chúng ta sẽ cùng làm việc, cùng hiệp tác với nhau để chúng ta mở rộng biên cương nước của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Đây là điều phải có. Đức Chúa Trời không thể ban phước được ở trong những cái chỗ rạn nứt, bởi vì không chứa được sự hiện diện của Ngài được. Như một cái bình bể không thể nào chứa được nước được, thì một hội thánh mà rạn nứt thì không thể nào chứa được quyền năng và sự hiện diện của Chúa. Chúng ta cần phải được hàn gắn, chúng ta cần phải được hiệp một. Và sự hiệp một chúng ta tại đây không phải là đồng phục đồng dạng, nhưng mà cùng một mục đích, đó là chúng ta tôn cao Đức Chúa Jesus Christ và bày tỏ Ngài một cách trọn vẹn cho dân tộc của chúng ta trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Tôi tin rằng Chúa Ngài sẽ đổ quyền năng của Ngài như chức vụ của tiên tri Eli trên mỗi một chúng ta ở trong ngày hôm nay. Ngài sẽ đổ ơn của Ngài để chúng ta giải bài lời Chúa như Giăng Baptist ở trong ngày hôm nay. Chúa Ngài sẽ ban cho chúng ta lòng thương xót, cái tình yêu thương là cái điệp khúc của chức vụ Đức Chúa Giêsu. Khi Ngài thấy đoàn dân đông thì động lòng thương xót. Chúng ta nghe cụm từ này rất nhiều và Chúa Ngài sẽ làm để rồi chính tình yêu của Chúa đổ ở trong đời sống của chúng ta, phước hạnh mà Chúa đổ xuống cho chúng ta một cách dư dật bắt đầu sẽ tràn ra. Anh chị em có nhận thấy công việc của Đức Chúa Trời ở giữa chúng ta một cách đặc biệt? Tôi được biết là đây là lần đầu tiên mà các mục sư, các con cái của Chúa đi về để dự cái kỷ niệm 500 năm này, chúng ta phải đóng tiền. Và có những người họ lên mạng, lên Facebook, họ nói xấu rất là nhiều, nói rằng đây là những mục sư đang kiếm tiền. Thật ra đây là công việc mà Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta để chúng ta xóa cái sự nghèo đói ở giữa hội thánh của Đức Chúa Trời ở trong đất nước của chúng ta. Đức Chúa Trời luôn luôn tôn trọng một cái luật mà Ngài đã định, đó là trong cái hạt nó có cái mầm sống của nó, và hạt còn nằm trong tay của chúng ta là giống mà hạt gieo ra thì chúng ta mới có thể thu hoạch được. Khi quý tôi tớ của Chúa gieo ra 200.000 để chúng ta đến chúng ta tham dự, là chúng ta gieo vào trong sự phục hưng của hội thánh và đời sống của mình. Vì Đức Chúa Trời của chúng ta, Đức Chúa Trời của các hội thánh Hoa Kỳ, Đức Chúa Trời của các hội thánh của các nước lân bang đã từng tài trợ cho chúng ta ở trong những năm tháng qua cũng là Đức Chúa Trời của chúng ta. Thì không thể nào
Ngài ban cho họ dư dật đến độ có thể tài trợ cho chúng ta những công việc mà chúng ta không thể lo được. Nếu chúng ta thật sự cùng thờ phượng một Đức Chúa Trời là cha của hết thảy chúng ta như Chúa Giêsu đã dạy, khi các ngươi cầu nguyện hay cầu nguyện như thế này: Lạy Cha, chúng con ở trên trời. Amen. Ngài cũng là Đức Chúa Trời, là cha của chúng ta. Ngài không thiên vị ai, nhưng mà Ngài đang tìm những con người bằng lòng đầu tư cho ra để Chúa có thể ban phước. Và tôi đang chính là trong cái việc mà Chúa Ngài sắp đặt hướng dẫn cho chúng ta làm công việc có tính cách lịch sử này, mà chúng ta thấy Đức Chúa Trời Ngài chứng minh cho chúng ta rằng kỳ này chúng ta sẽ không thiếu một xu nào hết. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài chứng minh cho chúng ta thấy rằng người Việt Nam có thể lo cho công việc mở rộng nước Chúa ở trong những ngày sắp đến. Vì trong nước này, ở giữa con cái của Chúa, Chúa Ngài tìm thấy của những người quản lý các thứ ơn của Chúa một cách tốt đẹp ở trong ơn của Ngài. Chúng ta không cần phải chờ người nước ngoài để tài trợ cho chúng ta nữa. Và chúng ta nói rằng công việc của Đức Chúa Trời, làm theo cách của Đức Chúa Trời, sẽ không bao giờ thiếu sự ban phước của Đức Chúa Trời. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cơn mưa cuối mùa sẽ đem chúng ta đến chỗ chúng ta kinh nghiệm ơn của Chúa một cách dư dật. Cơn mưa cuối mùa, chúng ta nhận biết Chúa toàn năng của chúng ta, không điều gì là khó cho Ngài. Và Ngài hứa với chúng ta rằng Ngài sẽ đổ cơn mưa cuối mùa xuống. Cho tôi giải thích mưa cuối mùa và mưa đầu mùa khác nhau như thế nào. Mưa đầu mùa được đổ xuống để người ta chuẩn bị cho cái việc gieo giống, cái giống và lúa lớn lên, thì người ta chờ đợi cơn mưa cuối mùa để lúa có thể chín vàng và sẵn sàng cho mùa thu hoạch. Cảm ơn Chúa. Vì trong đất nước của người Do Thái, chúng ta biết rằng họ có hai cái mùa mưa này, cũng như Việt Nam của chúng ta. Chúng ta có tháng 3 là tháng mà chúng ta thấy có mưa rồi chúng ta cày xới đất để chúng ta chuẩn bị, để chúng ta gieo giống, chúng ta làm cái công việc của đồng áng. Nhưng mà chúng ta thấy cái mưa cuối mùa cũng phải đến. Và đây là điều mà Chúa Ngài hứa với chúng ta ở trong hình ảnh Ngài sẽ đổ Thánh Linh của Ngài xuống ở trên hội thánh của Ngài. Ngài sẽ làm công việc mà trước đây chúng ta chưa thấy. Vì theo như Thánh Kinh phong tục cho chúng ta biết rằng cơn mưa cuối mùa thường là đổ xuống gấp 7 lần hơn mưa đầu mùa. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời Ngài đã định như vậy. Cho nên tôi có thể nói với anh chị em rằng bởi chúng ta quan sát những công việc Chúa làm, chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời và nhìn biết công việc của Ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa vì cơn mưa đầu mùa đã đổ xuống ở trong ngày lễ Ngũ Tuần. Và hội thánh của Chúa đã tràn ra trong ơn của Ngài. Thì lời của Chúa dạy chúng ta trong Sa-cha-ri chương 10 câu số 1: Hãy cầu mưa nơi Đức Giê-hô-va trong kỳ mưa cuối mùa, thì Đức Giê-hô-va sẽ làm chớp và ban mưa xuống dồi dào cho ai nấy được rau ở ngoài đồng. Chữ rau ngoài đồng ở tại đây cũng có nghĩa là chữ ish, có nghĩa là con người. Những người làm việc ở trong cánh đồng sẽ được Chúa Ngài đổ cơn mưa cuối mùa xuống ở trên họ. Đức Chúa Trời không bao giờ đổ quyền năng và tài nguyên của Ngài trên những người ăn không ngồi rồi. Ngài sẽ đổ xuống cho những người đang ở trong cánh đồng lo trong công việc của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ đổ quyền năng của Ngài để hậu thuẫn chúng ta. Cho nên chúng ta sẽ thấy được khi chúng ta ra đi thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ đổ quyền năng của Ngài đi theo với chúng ta. Khi chúng ta bước ra chúng ta làm việc, Đức Chúa Trời Ngài sẽ hành động với chúng ta. Khi chúng ta đưa tay ra, quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ hành động và chữa lành những thân thể đau ốm. Nếu chúng ta ngồi chúng ta khoanh tay, chúng ta sẽ không bao giờ thấy công việc của Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa Ngài sẽ đổ cơn mưa cuối mùa của Ngài ở trên những người, hầu cho ai nấy đều có rau cỏ ở ngoài đồng được Chúa Ngài tuôn đổ trong đời sống của chúng ta. Chúa nói Ngài ban phước ở trên chúng ta. Ở trong ngày lễ Ngũ Tuần thì có những lưỡi bằng lửa đầu ở trên mỗi người, không chừa ai hết. Cảm ơn Chúa vì dấu hiệu đó. Và chúng ta ngợi khen Chúa vì Gioan chương 2 câu 23 cho đến câu số 24 mô tả cho chúng ta trong cơn mưa cuối mùa thì Chúa Ngài sẽ ban phước cho chúng ta. Hỡi con gái Siôn, các ngươi hãy nức lòng vui vẻ và mừng rỡ trong Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, vì Ngài ban mưa phải thời cho các ngươi về mùa đầu và xuống mưa dồi dào vào mùa đầu và mùa cuối. Mưa cuối mùa Đức Chúa Trời Ngài sẽ cho mưa gấp đôi. Mưa đầu mùa và cuối mùa Chúa Ngài sẽ đổ xuống cùng một lúc. Chúng ta sẽ thấy những dấu kỳ phép lạ đã làm ra trong thời công vụ sứ đồ, và Chúa Ngài sẽ làm những việc lớn hơn nữa ở trong những ngày này của chúng ta. Vì có những cái bệnh tật mà chúng ta thấy rằng ngày hôm nay cần đòi hỏi quyền năng của Đức Chúa Trời Ngài hành động. Quyền năng của Đức Chúa Trời tuôn đổ qua chúng ta để đem lại sự chữa lành cho nhiều người, và Chúa Ngài sẽ làm công việc đó. Chắc chắn Chúa Ngài sẽ đến đúng giờ, không chậm trễ. Nhưng mỗi buổi sáng chúng ta không phải lo mặt trời có mọc lên hay không, thì Chúa Ngài cũng sẽ đến với chúng ta một cách chắc chắn như ban mai mặt trời mọc lên như thế nào. Ngài sẽ đổ mưa của Ngài xuống ở trên chúng ta ngay trong ngày hôm nay, khi chúng ta có lòng nhận biết Chúa và chúng ta đón nhận cho chính mình. Khi chúng ta nói rằng Lạy Chúa, xin đổ mưa của Ngài xuống ở trên đời sống của con, trên chức vụ của con, bởi vì nhiều người phải được cứu, nhiều người phải thấy được Đức Chúa Jesus Christ một cách đầy tròn. Con đón nhận và chúng ta sẽ kinh nghiệm được ơn của Chúa đổ xuống trên đời sống của chúng ta.
70% số người được cứu là người ta được cứu sau Thế chiến thứ hai. 70% của 70% đó được cứu ở trong thập niên 90 cho đến ngày hôm nay. Và chúng ta thấy đạo của Chúa lan tràn ra, có những quốc gia được thay đổi hoàn toàn, có những vùng của quốc gia được thay đổi, bởi vì Chúa đang đổ mưa cuối mùa của Ngài trên hội thánh của Ngài trên đất. Số người trở lại tin Chúa rất đông đảo, và Chúa Ngài cũng muốn thấy điều đó xảy ra cho hội thánh của Chúa, cho mỗi chúng ta. Vì may đang kéo đến, Đức Chúa Trời đang làm công việc của Ngài ở trên đời sống của chúng ta. Ngài sẵn sàng. Tôi nghe tiếng mưa đang đến ở trên hội thánh của Chúa ở tại Việt Nam của chúng ta. Tôi nghe tiếng mưa của Chúa đổ xuống ở trên đời sống của chúng ta. Vì Đức Chúa Trời không phải là vô lý mang chúng ta về đây ở trong những ngày này. 50 hệ phái, 5.000 tôi tớ của Chúa, chúng ta hiệp lại với nhau tìm kiếm Đức Chúa Trời, để chúng ta nhìn quá khứ về công việc của lịch sử 500 năm, và chúng ta nhìn về những ngày phía trước, và chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời đã làm những công việc lạ lùng của Ngài trong quá khứ. Ngài đang làm những công việc lạ lùng, và Ngài sẽ làm những công việc lạ lùng mà lớn hơn nữa. Vì Đức Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Hallelujah. Có bao nhiêu người tới đây phấn khích vậy? Lẽ thật này, xin chúng ta cùng đứng lên và chúng ta ngợi khen Chúa của chúng ta. Cảm ơn Chúa, vì Chúa sẽ đổ mưa của Ngài xuống ở trên chúng ta. Chúa Ngài sẽ đổ quyền năng của Ngài trên chúng ta. Những công việc mà chúng ta đã kinh nghiệm trong những ngày qua, Chúa Ngài sẽ làm lớn hơn. Những phép lạ mà chúng ta đã thấy trong những ngày qua, Chúa sẽ làm lớn hơn. Những gì Chúa Ngài đã tiếp trợ cho chúng ta, Chúa Ngài sẽ đổ nhiều hơn nữa. Và Đức Chúa Trời Ngài sẽ ban cho chúng ta. Vì mưa đầu mùa và mưa cuối mùa được đổ xuống ở trong cùng một lúc, Chúa Ngài đang đổ mưa cuối mùa của Ngài trên hội thánh của Chúa. Và hôm nay là ngày hội thánh Việt Nam của chúng ta, đại diện cho 50 hệ phái tới đây, chúng ta có thể lấy đức tin và chúng ta kêu cầu với Chúa. Lạy Chúa, xin đổ mưa của Ngài, mưa cuối mùa của Ngài trên đời sống của con, trên chức vụ của con, và ban phước trên đời sống của con. Hãy lớn tiếng và thưa với Chúa đi. Chúng ta cầu nguyện, lớn tiếng cầu nguyện, xin Chúa Ngài làm việc. Anh em và những người đã có ân tứ, hãy cầu nguyện để Chúa Ngài sẽ đổ những gì mà Ngài hứa với chúng ta. Hôm nay là ngày chúng ta quyết định chúng ta sẽ không về tay không. Nhiều người nói với tôi rằng, mục sư Khánh ơi, xin mục sư hãy giảng lời của Chúa cho chúng tôi, và cho chúng tôi có đức tin để đón nhận được trong ơn của Ngài. Tôi nói rằng hôm nay Chúa Ngài sẽ đổ xuống, Ngài sẽ tưới mát những nơi, những tấm lòng khô hạn, và nói với Chúa rằng, lạy Chúa, con cần Ngài, con cần mưa cuối mùa đổ xuống trên đời sống của con. Chúng ta lớn tiếng và nói cho Đức Chúa Trời thấy, để Ngài nhìn xuống, Ngài nhìn xuống sân gốc rạch chiếc này, và Ngài thấy rằng có 5.000 người khao khát Chúa, có 5.000 người khao khát và nói rằng, lạy Chúa, chúng con cần mưa cuối mùa của Ngài đổ xuống trên đời sống của chúng con cần Ngài. Hallelujah. Chào dấu chúng con, cầu xin Chúa Ngài làm việc, ban cho anh chị em chúng con những tấm lòng khao khát kinh nghiệm được Ngài trong thời giờ này. Cảm ơn Chúa. Những ai đã được Chúa Thánh Linh tuôn đổ trên đời sống mà trong những ngày qua đã khô cạn, xin Chúa Ngài đổ một cách tươi mới trên anh chị em chúng con, làm mới chức vụ của chúng con. Ngài đã khiến cho những ống dẫn bị tắc nghẽn, bị rạn nứt nay được hàn gắn. Xin Chúa Ngài hành động và tuôn đổ trong ơn của Ngài, trong quyền năng của Ngài. Cảm ơn Chúa. Các mục sư, các anh em, để chúng ta nhìn thấy của những người mà trước đây chúng ta có những rạn nứt, đây là lúc chúng ta có thể đến với anh em của mình, ôm nhau, bắt tay, xiết tay và nói lời xin lỗi nhau, để Đức Chúa Trời Ngài sẽ ban phước cho. Vì anh em ăn ở hòa thuận, anh em ăn ở hòa thuận, thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ ban phước trên chúng ta. Chúng tôi đã từng xin lỗi các anh em ngũ tuần, các anh em ân tứ ở tại Hoa Kỳ, vì tôi đã từng làm mục sư báp tít giảng rằng Đức Chúa Trời không còn làm phép lạ, ân tứ không còn nữa. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Đức Chúa Trời đã chứng minh cho tôi thấy rằng Chúa vẫn làm phép lạ, và ân tứ từ nơi Đức Chúa Trời yểm trợ cho hội thánh của Chúa, để chúng ta rao giảng tinh lành quyền năng của Chúa vẫn được đổ ra trên chúng ta. Vì đòi hỏi cả hội thánh giảng tinh lành trọn vẹn của Chúa cho cả dân tộc của chúng ta, tất cả hội thánh đổ ra trong ơn và quyền năng của Chúa để giảng tinh lành trọn vẹn của Chúa cho cả dân tộc của chúng ta. Đức Chúa Trời đang muốn tìm thấy hội thánh của Chúa hiệp nhất, và chúng ta sẽ cùng nói rằng chúng ta là hội thánh chữ hát qua của Chúa, hội thánh của Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta sẽ đem tinh lành phúc âm toàn vẹn của Chúa chúng ta giảng. Chúa Ngài đến để chết đền đổi thay cho chúng ta, Ngài đến để phục hồi đời sống của chúng ta, Ngài đổ dầu rượu của Ngài xuống trên đời sống của chúng ta, và ban cho chúng ta quyền năng của Ngài để chúng ta có thể kết quả lan rộng ra trong ơn của Chúa. Và Ngài là Đức Chúa Trời làm những phép lạ lớn lao để có thể hậu thuẫn chúng ta cho việc giảng tinh lành của Chúa ở trên đất này. Nguyện xin Chúa Ngài làm việc để chúng ta đón nhận trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Tôi thấy có một số người đã thực hiện công việc, còn ai khác nữa không? Trước khi chúng ta cầu nguyện, xin Chúa Ngài báp têm cho chúng ta đồng loạt, những ai cần được báp têm Đức Thánh Linh trong ngày hôm nay, chúng ta có thể đón nhận ngay tại chỗ của mình, bởi vì Chúa Ngài sẽ hành động. Hãy hàn gắn, nếu có những rạn nứt nào, hãy tìm anh em của mình, tìm chị em của mình,
chúng ta giảng hòa, rồi chúng ta đứng vào trong vị trí để chuẩn bị nhận sự chuyển tải của Chúa ở trên đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đã giải quyết được chưa? Hallelujah. 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 Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Bắt em trong Đức Thánh Linh. Chúng ta xin Cha ban lời hứa. Kinh Thánh có 3,600 hơn lời hứa, nhưng mà có một lời hứa được gọi là lời của Cha hứa, là Ngài sẽ đổ Thánh Linh của Ngài trên mọi loài xác thịt. Cho nên chúng ta sẽ cùng nhau xin Cha ban lời Cha hứa. Và chúng ta xin Đức Giê-xu là đấng làm báp têm bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa, Ngài sẽ đến và báp têm cho chúng ta trong ngày hôm nay. Nếu chúng ta muốn thấy dấu kỳ phép lạ xảy ra, chúng ta muốn thấy những công việc lớn của Chúa làm, chúng ta có thể lấy đức tin. Như chúng ta lấy đức tin để tiếp nhận sự cứu rỗi như thế nào, chúng ta cũng có thể lấy đức tin để tiếp nhận báp têm trong Đức Thánh Linh như vậy. Vì lời Chúa hứa, chúng ta tin cho nên chúng ta công bố, chúng ta tin cho nên chúng ta nhận. Và tôi tin rằng ngày hôm nay Chúa Ngài sẽ đổ báp têm Đức Thánh Linh trên những con người khao khát ở trong thời giờ này. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Tôi sẽ cầu nguyện. Và hết thảy những người đã có ân tứ, đã được báp têm trong Đức Thánh Linh, cùng hiệp tác với tôi và chúng ta sẽ cầu nguyện trong tiếng mới, chuẩn bị một môi trường để anh chị em của chúng ta sẽ bước vào và đón nhận. Vì chúng ta không thể nào đi ra để thu hoạch mùa gặt này mà không có quyền năng của Chúa. Chúa Ngài chuẩn bị và sẵn sàng để chúng ta có được cái phước hạnh này. Đây là điều kiện phải có để chúng ta có thể ra đi. Cho nên Chúa Ngài đã căn dặn các môn đồ của Ngài và các sứ đồ đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng hãy ở đó chờ điều Cha đã hứa. Và cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, lời Cha hứa, điều mà Cha hứa vẫn còn áp dụng trong ngày hôm nay cho chúng ta và cho con cháu chúng ta nữa. Ai muốn ra đi, ai muốn ở trong cánh đồng của Chúa và được mưa của Chúa đổ xuống ở trên rau cỏ ở ngoài đồng, trên những con người ở trong cánh đồng, Chúa Ngài sẽ làm công việc đó ở trên chúng ta ở trong ơn của Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cha dấu, xin Cha ban điều Cha hứa cho anh chị em chúng con ở tại đây, của những tấm lòng, của những cuộc đời khao khát. Chúng con đã nhận thấy ở trong những ngày qua, sức người có giới hạn, chúng con không thể nào làm được. Chúng con cũng nhận biết qua kinh nghiệm trong những ngày qua, có những điều quá sức của chúng con. Nhưng tạ ơn Chúa vì quyền năng của Đức Thánh Linh sẵn sàng đổ xuống trên chúng con, bởi vì không một việc chi là khó cho Chúa. Đến giờ này, xin Cha ban điều Cha hứa. Xin Cha ban điều Cha hứa. Lạy Chúa Giê-xu là đấng mà Giăng Baptist đã giới thiệu, Ngài đến để làm báp têm bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Xin đến trong thời giờ này, chúng con bởi đức tin, chúng con kêu cầu Chúa, hỡi đấng làm báp têm bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa, xin đến với chúng con trong thời giờ này. Xin đến với chúng con trong thời giờ này. Anh chị em, những người đã có ngôn ngữ cầu nguyện, đã có ân tứ, hãy bắt đầu cầu nguyện. Hãy bắt đầu cầu nguyện. Lạy Chúa, Thánh Linh, xin đến trên anh chị em chúng con ngay trong thời giờ này và báp têm cho anh chị em chúng con bằng sự hiện diện quyền năng của Ngài, kích hoạt ân tứ của Đức Thánh Linh và khiến cho hết thảy chúng con sẽ kinh nghiệm được quyền năng của Ngài ở trong ơn của Ngài. Hallelujah. Hallelujah. Bởi đức tin đón nhận anh chị em, báp têm trong Đức Thánh Linh hãy được, báp têm trong Đức Thánh Linh hãy được, báp têm trong Đức Thánh Linh hãy được, đổ đầy Đức Thánh Linh ở trong ơn của Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Và bắt đầu hãy ngợi khen Đức Chúa Trời, hãy dùng ngôn ngữ mà Chúa Ngài ban cho. Anh chị em thấy bây giờ đang sủi bọt từ trong lòng ngực của chúng ta đặt lên đến thanh quản của chúng ta. Hãy nói như Đức Thánh Linh đang cho mình nói, hãy đón nhận và công ơn của Ngài để chúng ta được trang bị và nắm bắt chìa khóa này để chúng ta sẽ thu hoạch vừa thu hoạch lớn cho Đức Chúa Trời. Vương quốc của Ngài được mở rộng và chúng ta sẽ kinh nghiệm những việc lớn lao của Ngài. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Tôi thấy quyền năng của Chúa đang đổ xuống cho những người ở giữa ta đây. Hãy đón nhận anh chị em, đón nhận, hãy đón nhận công ơn của Ngài, đón nhận trong quyền năng của Ngài. Hãy được ở đây, hãy được ở đây trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Bên cánh tay trái của chúng tôi, anh chị em đang được Chúa Ngài thăm viếng, hãy đón nhận ở trong ơn của Ngài. Đức Chúa Trời đang đổ xuống trên anh chị em, hãy đón nhận, hãy nói với Chúa rằng con đón nhận, xin Chúa Ngài mặc lấy quyền tết của Ngài trên con. Hallelujah. Lời khen Chúa chúng con. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Và Chúa Ngài cũng cho chúng tôi mang một cái sự sức giàu và ơn của Chúa ở trong chức vụ của sự chữa lành. Cho nên trong thời giờ này, anh chị em ai có nhu cầu đau nhất ở chỗ nào, nan đề chúng ta ở đâu, đứng tại chỗ của mình, đặt tay lên chỗ đó, chúng ta xin Chúa cho để có thể chuyển tải sự chữa lành cho anh chị em. Vì trong hoàn cảnh ở tại đây, chúng ta không thể nào cầu nguyện cho từng người được,
Chúng tôi xin Chúa Ngài làm công việc của Ngài như Ngài đã làm nhiều nơi trên thế giới, khi chúng tôi phục vụ anh chị em một cách đại chúng như thế này. Ai có những đau nhức, ai có những khối u nó ở chỗ nào, hãy đặt tay lên chỗ đó. Ai bị viêm xoang, hãy đặt tay ở trên sống mũi của mình. Cảm ơn Chúa. Ai mắt mờ, hãy đặt tay trên mắt của mình. Ai bị đau đầu, hãy đặt tay trên đầu của mình. Và chúng ta sẽ lấy đức tin nhận nơi điều Chúa đã hứa, và chúng ta đón nhận sự chữa lành từ nơi Ngài. Vì nhờ những lần đòn Đức Chúa Giêsu Ngài đã gánh chịu mà anh chị em đã được chữa lành ở trong Chúa. Nhờ những lần đòn mà Chúa Giêsu Ngài đã chịu, máu huyết đã đổ ra để chuộc lại cho chúng ta sức khỏe thiên thượng. Chúng ta có thể kinh nghiệm được sự chữa lành từ nơi Ngài. Cảm ơn Chúa. Công danh Đức Chúa Giêsu Christ, và nói với ung thư phải khô héo tận gốc rễ và ra khỏi thân thể của anh chị em ta. Công danh Đức Chúa Giêsu Christ, và nói với viêm xoang, công danh Đức Chúa Giêsu Christ, mũi phải được hít thở một cách thoải mái, nhẹ nhàng và được lành ngay trong thời giờ này. Công danh Đức Chúa Giêsu Christ, và nói với hệ thần kinh điều khiển mắt làm cho bị tắc nghẽn và làm cho mắt bị yếu bị mờ. Công danh Đức Chúa Giêsu Christ, khả năng thấy hãy được phục hồi, mắt hãy sáng và được chữa lành ngay trong thời giờ này. Công danh Đức Chúa Giêsu Christ, và nói với đau đầu, và nói với đau đầu, nhất là chứng bệnh đau đầu nửa đầu. Công danh Đức Chúa Giêsu Christ, các ngươi là những kẻ bất hợp pháp ở trong thân thể của những người đã được Đức Chúa Giêsu mua chuộc bằng huyết của Ngài. Ngài đã trải xong những gì cần thiết để anh chị em ta có thể sống trong sức khỏe thiên thượng. Cho nên đau đầu ta truyền lệnh ở trong thời giờ này, ra khỏi thân thể của anh chị em ta, ra khỏi trong thời giờ này, đi vào nơi vực sâu đời đời. Anh chị em hãy đón nhận sức khỏe thiên thượng và được lành. Công danh Đức Chúa Giêsu Christ, được lành. Công danh Đức Chúa Giêsu Christ. Hallelujah. Ai xin kiểm soát lại. Có ai cảm thấy được giảm thiểu những gì mà mình đã kinh nghiệm? Có những người đau đầu đã được Chúa Ngài chữa lành. Nếu có, xin giãy tay lên cho chúng tôi biết để chúng tôi cảm ơn Chúa. Chúng tôi thấy một số bàn tay ở phía sau. Còn ai nữa không? Những người đau đầu thì thấy mình đau đầu của mình đã biến mất. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Tôi tin rằng có những người được chữa lành về khả năng thấy của mắt của mình. Ai thấy mắt của mình rõ hơn và sáng hơn, xin giãy tay cho chúng tôi biết. Cảm ơn Chúa. Rất là nhiều người, có thể lên đến vài trăm người. Cảm ơn Chúa vì việc làm của Ngài. Hallelujah, ngợi khen Chúa. Cơn mưa cuối mùa, tôi đang nghe tiếng mưa lớn đang đến. Xin Chúa cho hãy thay chúng ta sẽ bận rộn trong cánh đồng và trong những ngày sắp đến. Vì Chúa, Ngài sẽ khiến cho hết thảy những người ở trong cánh đồng, trong đồng ruộng sẽ có thức ăn trong những ngày sắp đến. Chúa sẽ ban phước và chúng ta sẽ thấy vô số người trở lại cùng Chúa ở trong những ngày sắp đến. Nguyện Chúa ban ơn những ngày, những giờ còn lại của kỳ đại hội của chúng ta tại đây, tràn đầy ơn của Chúa, và Chúa Ngài sẽ đổ chúng ta một cách đầy dẫy hơn nữa, để ai nấy trong chúng ta về với một hành trang mới, để chúng ta mở rộng vương quốc của Đức Chúa Trời, và chúng ta sẽ thấy 53 triệu người Việt Nam trở lại tin Chúa trong những ngày sắp đến. Chúng ta sẽ thấy hội thánh của Chúa ở tại Việt Nam sẽ là ngôi sao cho cả Á Châu trong mức độ của số người mới trở lại tin Chúa. Hãy khen Chúa với chúng ta, hãy đón nhận công ơn của Chúa, hãy đón nhận công ơn của Ngài. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.